Nhưng trong vòng một tháng là mình đã lấy vốn rồi. Cái đó là cái học viên cho chị lấy vốn có 10 ngày. Có 10 ngày lấy vốn à? Nhắn tin ra coi lấy lại vốn rồi nha. Lời buộc kiếp. Lời buộc kiếp. Dạ đúng rồi, em thấy là mà tính ra 150, 180 thôi nè. Mà cái giá thì em thấy cũng ngon hơn nail nha. Bây giờ làm một tiếng ngày nail á, em thì em tính là một tiếng cứ 60 đồng mỗi phút đồng đi. Thì một tiếng em cũng có được 60 đồng, 2 tiếng thì chỉ mới 120 thôi. Và em thấy mấy chị làm 2 tiếng mà được 150, 200 thì tính ra nó nhẹ nhàng hơn, không tiếp xúc hóa chất mà còn sướng hơn nữa. Đừng mặc đồ đẹp nữa. Cái cô này là cô ghi mặc đồ đẹp cho nên cô rất là đeo bụi bặm á, cô không mặc váy được, cũng đeo tay không có mặc váy được. Dạ mình làm chân, cần làm lash thì giày cao lót gót đi vô được, tại vì không có cần phải dạ không có phải đứng hoặc là sáng đi làm chỉ xách giỏ LV đi vô lon con là khỏe rồi đúng không? À, cô gắng cô giá chơi hàng qua mạng không á. Ashley nói là mi glasses mình dùng độ dày bao nhiêu là đẹp nhất, hỏi bài đi. It depends on the client's lashes. Nếu mà khách mà mắt mà lông mi mềm quá thì mình chỉ dùng 0.15 hoặc 0.18 thôi. Còn tùy cái độ khỏe của mình. Mình phải biết phân biệt cái mắt, cái lông mi của mắt là loại gì. Thì nếu mà lông mi mắt mà khỏe thì mình dùng 0.20 là 0.20. Yeah. Vậy là mình phải biết phân biệt như thế nào để mình chọn cái mi phù hợp nhất cho cái mắt người ta, nó mới giữ được lâu. Giữ được lâu và nó heo thì cũng như vậy. Nó giống như là Ngân 100 pound đi, mà Ngân carry 100 pound thì được anh khoảng... Ví dụ em nghe thấy không? Mừng mừng, vui vui nha. Vậy đó mà Ngân 100 pound mà mắt Ngân sáng rỡ. You too, right? Yeah, you still chờ nó thôi, em buồn quá. Không, mới sinh em bé xong mà trở lại dáng này là hiếm lắm. Trong vòng 3 tháng. Trời, you have to be proud. Em vui nha. Yeah, you have to be proud. Yeah. Tại vì Ngân lại thay phở cũng muộn. Châu cũng 9 tháng nè, nó sẽ look good. Yeah. Mới có baby 9 tháng rồi. Vậy thì chị Ngân là em thấy chị đi học và chị đi dạy rất là nhiều tiểu bang nè. Bay nhiều tiểu bang như vậy thì em thấy chị vừa tiếp xúc với nhiều học viên khác nhau, rồi chị cũng có tới tiệm người ta chơi không? À, tiệm hả, để coi nhờ. Thường thì không có giờ, tại vì dạy á là dạy từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. Yeah, and that is what time they open and close. Yeah, so. Nhưng mà cũng nghe tâm sự trong lớp, tâm sự cái, nhiều cái, lắm. Cái vùng đó như thế nào đúng không? Thì chị thấy là cái lash từ hồi xưa tới giờ, từ lúc mà chị ra nhà chị làm tới bây giờ đi dạy rất là nhiều vùng, thì chị thấy cái lash bây giờ nó đang phát triển làm sao? So với cái mà hồi xưa giờ, cái những cái mà mình đã trải qua rồi thì mình thấy cái tốc độ phát triển của nó như thế nào, tốc độ phát triển của nó, nhu cầu của khách hàng đó. Bombing là 2 năm nay bombing nhưng mà tùy vào, em như em nói đó, là tùy vào location thôi. Giống như California thì bây giờ tiệm lash giống như tiệm nail vậy đó, every corner they have lash salon, like a real lash salon. Mà mọi người biết không, cái tiệm lash á invest rất là ít, 50 ngàn. Chưa đến là một cái tiệm lash. Tại vì em chỉ cần một cái like 700 square foot thôi, nên em có thể kéo màn là màn đó. Yeah. Em design rất là nhỏ là có thể được 5-7 giường rồi. Yeah. So cái tiệm lash đó, invest rất là ít. Còn thời gian làm thì bây giờ những cái học viên của chị đang làm ở bên Atlanta đi, chị kể đó, những cái buổi mi 200-400 đô. Yeah. Thì cổ đi làm cho tiệm, nhưng mà cổ lại đi làm giờ nhất cũng thoải mái lắm. Chị nói 1:30 chị gọi hỏi nói, ê, không có phải đi giặt lông hả? Cái cô mới nói xong rồi, bữa nay kiếm được mấy trăm đồng là có mấy tiếng. Khỏe hả? Như vậy thì chị có cái người học viên nào mà đi học về rồi mình mở ra cái tiệm giống chị nói á, mấy trăm square feet mà mình để được nhiều giường, thì chị có người học viên nào mà người học viên thành công nhất của chị bây giờ là bao nhiêu tiệm? Tiệm nail phải là 2 tiệm và tiệm lash 1 tiệm. Chuyên về lash, chuyên về lash 1 tiệm. Yeah. Rồi đa số là do bị cô giáo đầu độc là làm chủ cực lắm hay sao đó, mà đa số về là mở station nhiều lắm. Có nghĩa rằng khi mà họ nói chuyện nhiều với người á, với chị á, thì chị họ lại bị lan vào cái hướng là mở station freedom, có thể là dành nhiều thời gian cho gia đình và con cái, đưa rước con cái, họ cũng muốn giữ cái những pháp phần đó. Thì rất là nhiều người làm văn phòng, ví dụ như cô này đây đi, là cuối tuần làm hoặc là sau after five họ cũng
cũng làm nail làm lash rất là nhiều. Với lại có nhiều lúc là ba chị em đi học về mở cái tiệm ba chị em làm. Dạ, em đem mẹ đi học tháng trước thì tháng sau xem con đi học. Dạ. Yeah. Vậy là bây giờ chị thấy là về cái lash và cái xăm phun xăm thẩm mỹ của mình á, em thấy bên Houston là có nhiều tiệm chuyên về cái đó không? Nó đang phát triển về cái mặt đó không chị? Thì chị đi nhiều vậy, rồi tiếp xúc với nhiều học viên, cũng nhiều học viên thành công, thì chị thấy được, chị có nhìn ra được cái tương lai của cái ngành lash của mình nó như thế nào không? Chị nghĩ nó sẽ bão hòa. Nó sẽ bão hòa, tại sao? Nó sẽ bão hòa, tại vì cái gì nó nhiều quá nó cũng sẽ bão hòa. Cho nên trước khi nó bão hòa thì mình nói như chị nói hồi nãy là khách của chị mà vô được chị là mừng lắm rồi, cho nên họ không có cần là xâm thăm thì đi pay để mà just hold cái spot đó thôi. Yeah. Giống như là đặt tiền cọc trước. Đặt tiền cọc trước á, chị nói là xa đây chị work at 10, I can do at 9, tại vì cái đó là cái thời gian duy nhất mình ngủ có thể để nướng với gia đình á. But then I can do it for you at 9. Giống như nó mừng quá, cái này pay you now. Giống như mừng quá như vậy đó. Thì khi mà mọi người á, mà cái lash nó giống như là thổi tóc vậy đó em. Một người mà cầm cái nhíp làm bộ mắt của họ, họ hay giữ cái người đó lắm. Thì khi mà các anh chị học được trước, làm về trước á, thì sẽ giữ được cái lượng khách của mình, khách cố định. Còn sau này lúc mà nó bão hòa rồi thì khách sẽ nhảy. Đúng rồi. Yeah. Tại em thấy là nó về cái mấy cái phun xăm thẩm mỹ đi, Michael Clayton and về lash á, thì họ thường tìm tới những người nào mà bạn có bè tính, giới thiệu. Đúng rồi, tin đó là clientele là chính. Most of khách của chị là clientele, có nghĩa là bạn của bạn của bạn của bạn. Dạ, yeah. Cho nên nếu mà mình bước ra cái nghề này trước thì mình lấy một lượng khách riêng cho mình rồi. Mình không có sợ là khách hàng nhảy chỗ này chỗ kia nữa. Khi mà mình đi ăn mình cũng hay giống như là franchise phải không? Mình đi ăn ở Olive Garden là cái Olive Garden nào cũng giống vậy. Cho nên lúc mà mình franchise ra mà cái tiệm đó là đứng dưới cái tên mình và cái khách đó họ, cái vùng đó họ biết cái tên của mình rồi. Giống như cô Trish đi, yeah, là cổ nổi tiếng như một vùng luôn. Bây giờ cô mở tiệm thứ hai, thứ ba gì người ta cũng biết đến là cô Trish, là tiệm chỗ nào cũng ngon. Cổ đâu có đứng tiệm đâu, thở đứng không à. Ờ, khách họ tin tưởng. Họ tin tưởng vào cái tên tuổi. Dạ. Cho nên mình cứ nên thả đứng trước, cứ riêng mà. Dạ, thì tuần rồi đó, khi mà tụi em làm live với cô Loan về bên Michael Payton qua đây á, thì ngồi cũng có nói chuyện chung với nhau, thì cả cô Loan và em Trump đều có một cái ý định là mình sẽ có rất là nhiều lớp và lash rồi mới được lấy đi này kia. Mà mình thấy cái dịch vụ này bây giờ đang rất là nhiều người khách, cái nhu cầu khách cao nè, mà học viên đi học về thì nhiều người còn đang liên quan không biết là đi làm chỗ nào. Em biết nhiều chị là làm trong tiệm nail, rồi có một người em biết đó làm trong tiệm nail mà chủ ép không cho chụp hình luôn, tại vì chụp hình để quảng cáo cho chị thì chủ lại sợ tương lai đi rồi đem khách đi, cho nên ép tính như vậy. Mà muốn bước ra ngoài để mướn station nhưng mà không dám bước ra. Rồi nhiều người đi học về không biết là làm ở đâu, tại vì tiệm chỉ có một cái phòng lash thôi mà chủ làm rồi, cho nên bây giờ mình làm thợ mà mình đi học về rồi mình làm ở đâu đó. Thì cái đó tụi em bên Nail Job cũng nói là mình sẽ cố gắng làm sao để có những cái chỗ để cho học viên đi học ra xong, những người làm giỏi đó họ có cái chỗ làm ổn định luôn, nó không phải lây hoay nữa. Đúng rồi, em vừa em được trước em có nói với chị về cái plan này đúng không? Yeah. Là em sẽ để ra những cái location cho học viên đến. Cái Houston là cái đầu tiên. Okay. Là học viên ở Houston học về xăm hoặc là học về lash đó, là mình ra mình có chỗ làm ổn định luôn mà không cần phải chạy vòng vòng nữa. Cái location cho lash thì nó dễ rồi, nhưng mà cái xăm thì khó. Rất là khó. Cái xăm thì phải đi qua một department. Dạ. And Florida là cái kế tiếp. Cho nên anh chị nào học ở Florida, mình có hai học viên ở Florida đúng không? Thì mai mốt mà muốn tìm chỗ làm đó là mình có cho học viên luôn. Và đã là học viên rồi làm cho chung nữa thì nó lại là đặc biệt hơn nữa. Em thấy ở trên đây có một người hỏi nè, khách đến tiệm mà có gắn bi giả, chạy mascara dày, rất dày, mình nhận khách làm hay hẹn khách làm ngày hôm sau, đến tiệm không trang điểm mới làm, em không biết phải vệ sinh sao cho khách như vậy luôn, đánh phấn mắt rất là dày. Thực sự thì khi mà mình đã hẹn với khách rồi á, là một tiếng đồng hồ mình đã bỏ vô trong cái hẹn đó rồi, mà mình người ta đến rồi, mình người ta có mascara and then you know like foundation and all that, mà mình refill khách cho khách về á, thì mình bị waste một tiếng đó, không có làm khách được đúng không? Mất cái hẹn của mất cái hẹn của mình bị giật, mình bị hỏng một tiếng đồng hồ. Ngân hỏng tiếng đồng hồ đó là mình chặt tiền khách, chứ không có cái chuyện mà người chị không được nhé. Nhưng mà trước khi mà lấy hẹn thì mình chị phải nói khách là không trang điểm hay sao?
Yeah, nhưng mà có nhiều người họ go straight after work. Sau khi mà họ after work như vậy họ đến tiệm mình á, thì mình cũng phải vệ sinh cho khách chứ. Thì mình có những cái chất mà có thể rửa được cái mascara ra đó, mình dùng xà bông mình rửa lại, mình vệ sinh lại cho khách mình làm được thôi. Yeah. Trừ trong cái consent form, cái aftercare của mình xem cho khách là không có waterproof mascara, bởi vì rất là ít những cái liquid có thể remove cái chất đó. Cái mascara đó là cái waterproof á. Yeah. Thì mình khó mà remove thôi, còn lại mấy cái mascara bình thường mình remove easy. Yeah. Very easy, yeah. So có dễ mua không? Đúng, cái insurance của Lush khá là dễ mua. Có thể Ngân sẽ gift cho mọi người cái lên ở đây 100 đồng một năm thôi à, rất là rẻ. Yeah, vậy tương đối là quá dễ rồi. Yeah. Chị Kiều Kelly liệu hỏi là cho mình hỏi là khách có mi classes như thế đi biển hay đi bơi có ảnh hưởng gì tới mắt hay không? Rất là ảnh hưởng. Tại vì trong cái nước hồ bơi nó có chemical và nước biển kia nó mặn. Cho nên lúc mà khách mà đi biển về thì hay rụng nhiều hơn. Và thường thường khách hay gắn mi để đi biển hoặc là đi pool party, right? Để họ tránh cái mascara để cho bộ phim họ đẹp hơn. Nhưng mà mình cũng đã nói rồi, trong cái aftercare mình đã nói mình phải có chi tiết anh nhớ cho khách. Thì cái những cái đó sẽ làm rụng hơn, nhanh hơn. Và khách họ expect khi là mình đã nói với họ rồi, khách họ sẽ vui vẻ quay lại trả thêm tiền cho chị để chị feel. Nếu như mà nó rụng nhiều hơn, trong trường hợp chị đã nói với họ từ trước, còn nếu như mà đi về á, có thể là rụng còn ít lắm thì chị trả nhiều hơn á đấy. Ủa hôm nay 2 tuần mà sao lấy nhiều tiền hơn là hồi trước 2 tuần. Ví dụ như bây giờ nó chỉ còn lại ít hơn thì mình sẽ lấy nhiều tiền hơn chứ, tại vì we spend more time to work on them, right? Yeah. So mình sẽ phải lấy nhiều tiền hơn. Thì mình đã expect cho họ ngay từ họ đi vacation rồi là về lúc mà trở về thì có thể là bạn sẽ bị trả nhiều hơn đấy, bởi vì cái lần của bạn sẽ rụng hơn nha. Yeah. Thì lúc mà mình đi ăn giống như là làm nail vậy, lúc mà mình mời khách làm một cái service nào đó mình hay nói giá trước, right? So khi mà khách ra trả cái bill họ không có bị what did I do, right? Thì cái gì trong cái bill này là sốc. Vậy không bị sốc. Yeah. Thì mình nói với khách là $5 more, $7 more, we have to tell them at first. So, yeah. Nó sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ quay lại chị Châu nè. Trước khi chào tạm biệt với anh chị, sau 3 ngày học rồi đó, thì chị Châu có cái cảm nghĩ như thế nào trước khi mà mình quyết định tới lớp, lấy lớp? Tại vì cũng có người quen, cũng có học, có tập qua rồi, cũng có biết về lớp rồi, cũng có quen một người cousin là tổ chức lớp rồi. Sau khi học 3 ngày thì chị thấy là cái cảm nhận của mình như thế nào? Và đối với người mới mà. Thì Châu cảm thấy rất là tự tin và to go home and then take more clients. Tại vì tới lớp cô prepare cho mình tất cả những cái kiến thức mà mình cần để mình lash. Mình cũng surprise và sao nhiều những cái gì cơ mà toàn là những cái quan trọng không mà. Yeah. Mà như mấy cái bạn về mắt cho đâu có biết đâu. Nếu mà mình học, mình chỉ học online hay là mình học mấy cái lớp một ngày đơn giản thì mình sẽ không biết chị đâu. Chị cũng share luôn là chị học qua 5 lớp thì có những cái lớp mà qua thứ ba rồi á, qua lớp thứ ba học rồi đó. Học của những người nổi tiếng mà vẫn không biết độ ẩm là gì. Không biết độ ẩm là gì? Không biết độ ẩm là cái gì, tại sao nó quan trọng trong ngành mi. Tại sao cái chai keo đó cũng là một cái chai keo đó mà nó bền vào mùa này, không bền vào mùa này, nó nhanh khô vào mùa này mà nó không có nhanh khô vào mùa kia. Bền, sử dụng được vùng nào vùng? Giống như vùng biển thì sử dụng được, còn vùng dry lại không có sử dụng được. Thì những cái đó thì vô trong cái lớp mình đã được học. Bây giờ nếu mà về mà có bạn muốn đi học chị, chị có giới thiệu không nè? Actually lúc mà Châu đi học là có một best friend tên là Phương, không biết Phương có đang coi không, chắc Phương không biết, cause Phương cũng chơi với Mỹ không ạ. Phương cũng muốn đi học nhưng mà tại Phương cũng làm cho Mỹ luôn, she's a nurse, and then thường thường là tại vì hôm bữa anh Thành báo nó short notice quá không có đi, mình là lỗi với anh Thành phải không? Đang trách nhiệm anh Thành đó. Người cười gì nữa, có cười quê. Tại vì bọn Châu làm cho Mỹ thì at least cũng phải một tháng trước thi. Tại vì mình nghỉ khoảng 4-5 ngày chứ đâu có phải là 1-2 ngày đâu mà mình coi in sick được. Yeah, so Phương cũng muốn đi học lắm nhưng mà supervisor không có approve cái ngày off nên Phương không có đi học được. Không sao, nói với Phương mình sẽ tổ chức lớp sớm để cho Phương đi học. Dạ, thì Phương cũng đang plan để coi nếu mà supervisor approve thời gian nào thì có thể lấy ở Houston hoặc là Atlanta cũng được. Lớp Atlanta của mình sắp đầy rồi, còn đâu 1-2 chỗ nữa, hôm qua là 2 chỗ là đầy rồi. Cho nên nếu mà lấy thì tôi lấy cái lớp đó, còn không
thì anh chị nào mà ở Florida, tại vì Florida cũng có hai ba người đang request mở lớp lại lần nữa ở Florida, nhưng mà vào tháng 10 thì phải. Thì nếu mà anh chị nào muốn học lớp sớm thì cứ nhắn tin vào để mà em chung lên một cái nhóm để mình có lớp sớm. Và bây giờ thì phải nói là tuần nào muốn ngồi nói chuyện với anh chị cho lâu, nhưng mà thời gian của mình cũng có giới hạn. Cho nên rất là cảm ơn các anh chị đã ở trên live với mình từ đầu tới giờ để mà theo dõi. Và anh chị nào mà có thắc mắc gì đó thì cứ tự nhiên đặt câu hỏi ra, thì em sẽ, cô Ngân sẽ like trong với nhau chốt của mình hàng tuần. Em sẽ đặt mấy câu hỏi ra cho cô Ngân trả lời để giúp cho mấy anh chị. Tại vì hồi sáng em cũng có nhận được một cái lời khen từ một người khách rất là thân với Neo Job. Chị ủng hộ Neo Job vậy lắm thì chị cũng nói là em ơi, chị ủng hộ Neo Job là tại vì tụi em làm những cái like để mà support cho tụi chị, ngay cả về nail, về những cái khác trong cái tiệm chị mà chị cần. Tại vì chị di dân từ Cali về một cái vùng mà xa xôi hẻo lắm, chị lên núi chị ở luôn. Đây chị cũng làm trong tiệm này, cũng có buồn có vui, cũng có người phản này kia, gọi là phản luôn đó. Thì buồn lắm cho nên di dân về dùng về trên núi ở, nhưng mà lại thấy Neo Job là chịu giúp đỡ cộng đồng, làm mấy cái video, cho nên chị nói là chị lúc nào cũng ủng hộ Neo Job hết. Thì tụi em cũng làm thêm nhiều video nữa, cho nên các anh chị đừng ngại để mà đặt câu hỏi nhé. Và rất là cảm ơn cô giáo Ngân hôm nay dành thời gian lên đây sau lớp, biết là cô Ngân và Châu rất là mệt nguyên một ngày và ngày mai còn một ngày nữa. Và cảm ơn hai người dành thời gian lên để mà có thể trò chuyện với tất cả các anh chị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian tham gia và theo dõi chương trình của Neo Job nhé. Thì hy vọng gặp mọi người trong những cái live kế tiếp ha. Bye bye. Dạ, bye bye.